nên quán sắc giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc giới hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên quán nhãn thức giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tý thiệt thân ý thức giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn thức giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tý thiệt thân ý thức giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tý thiệt thân ý thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tý thiệt thân ý thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn thức giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tý thiệt thân ý thức giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn thức giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tý thiệt thân ý thức giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn thức giới hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tý thiệt thân ý thức giới hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên quán nhãn xúc hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tý thiệt thân ý xúc hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xúc hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tý thiệt thân ý xúc hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận.